Xin kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh đang có xu hướng suy yếu dần, nhưng rét hại còn diễn ra diện rộng ở các tỉnh thành miền Bắc trong hôm nay, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết đặc trưng của mùa khô. Cụ thể, ở miền Bắc, nhiệt độ sáng sớm nay tăng nhẹ. Ở khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tăng lên trên 10 độ. Nhiều trường học sẽ hoạt động trở lại bình thường, còn trưa chiều ở mức từ 12 cho đến 14 độ. Dự báo từ ngày mai, nhiệt độ tăng nhẹ, trời rét đậm rét hại. Với miền Trung, đới gió Đông Bắc kết hợp với địa hình đón gió, nên từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, tập trung từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Ngãi. Còn về nền nhiệt cao nhất trưa chiều, thì khu vực phía Bắc, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tăng nhẹ lên ngưỡng là từ 14 cho đến 16 độ, ở mức rét đậm rét hại, chứ không còn phải là rét hại diện rộng như những ngày qua. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 16 cho đến 18 độ. Ở khu vực từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao từ 19 cho đến 22 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định đến Bình Thuận, mức nhiệt cao là từ 23 cho đến 29 độ. Dưới tác động của không khí lạnh khuếch tán ở khu vực Tây Nguyên duy trì tình trạng mây nhiều, vì thế nền nhiệt cao nhất chỉ từ 25 cho đến 28 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất từ 32 cho đến 34 độ và chưa có nắng nóng. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét, biển động. Vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 cho đến 6 mét, biển động mạnh. Và đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 26 tháng 1 xin phép được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Thank you.